Kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Báo VTC thông tin, theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng hôm 1 tháng 9, một tua biên gió ngoài khơi Trung Quốc do tập đoàn Tam Hiệp chế tạo đã phá kỷ lục thế giới về sản lượng điện trong một ngày khi nó tạo ra 384,1 MW trên giờ, đủ để cung cấp điện cho gần 170.000 ngôi nhà trong cơn bão Haikui. Con số này vượt qua kỷ lục trước đó của công ty Vestas Đan Mạch thiết lập hồi tháng 8 với mẫu tua biên gió ngoài khơi V236 tại Trung tâm Thử nghiệm Quốc gia Ørsted dành cho tua biên gió lớn miền Bắc Đan Mạch. Mẫu của Đan Mạch có công suất 15 MW và đạt công suất 636 MWh trong 24 giờ, một kỷ lục được giữ trong 2 tuần. Tua bin ngoài khơi phá kỷ lục mới nhất được tập đoàn Tam Hiệp CTG của Trung Quốc chế tạo và lắp đặt ngoài khơi bờ biển Ping Tan, tỉnh Phúc Kiến vào cuối tháng 6. Đơn vị này bắt đầu cấp điện lên lưới từ ngày 19 tháng 7, theo báo cáo chính thức của CTG ngày 2 tháng 9. Công ty này tự hào có nhiều sản phẩm liên quan đầu tiên trên thế giới. Cho đến nay, mẫu tua bin của họ vẫn là tua bin gió có công suất đơn vị lớn nhất, đường kính cánh quạt lớn nhất và trọng lượng đầu ra nhẹ nhất. Cụ thể, tua bin này có công suất 16 MW với mỗi cánh quạt dài tới 123 m. Mặc dù các cánh quạt được làm bằng sợi carbon nhẹ, độ bền cao nhưng mỗi lưỡi dao lại nặng hơn 54 tấn. Theo truyền thông Trung Quốc, trong quá trình lắp đặt và vận hành, tua bin gió này đã vượt qua thử thách của các cơn bão như Kanun và Dosturi, đánh dấu khả năng nghiên cứu và phát triển, sản xuất và vận hành tổ máy điện gió ngoài khơi công suất lớn của nước này đã vươn lên một tầm cao mới và đạt đẳng cấp hàng đầu quốc tế. Được biết, tổ máy này vừa hoàn thành lắp đặt hôm 28 tháng 6 và kết nối lưới điện ngày 19 tháng 7. Khi hoạt động ở tốc độ tối đa, mép lưỡi dao có thể đạt tới 70% tốc độ âm thanh, nhanh hơn gấp đôi tốc độ của tàu cao tốc. Cơn bão Haikui với tốc độ gió trung bình 16,97 m trên giây hôm 1 tháng 9 và đạt đỉnh 23,56 m trên giây đã giúp tua bin phá kỷ lục. Tua bin chạy hết công suất trong 24 giờ nhờ sự hỗ trợ của bão Haikui. Thiết kế được cho là một yếu tố tạo nên tốc độ kỷ lục của tua bin. Trong khi các tua bin gió truyền thống tự động khóa các cánh quạt để tránh quá tải khi tốc độ gió vượt quá 25 m trên giây, bộ phận thông minh của tua bin Trung Quốc có thể điều chỉnh các cánh quạt theo thời gian thực, tiếp tục tạo ra điện ngay cả khi tốc độ gió lớn hơn 25 m trên giây, tối đa hóa tiềm năng của nó. Để đảm bảo an toàn cho tua bin gió, tập đoàn Tam Hiệp đã phối hợp với nhóm nghiên cứu và phát triển tua bin gió của Goldwind Technology thành lập đội chuyên trách. Nhóm cho biết, chúng tôi đang giám sát chặt chẽ các thành phần quan trọng như chương trình điều khiển chính, hệ thống bảo vệ cánh quạt và rotor, máy phát điện để dần dỡ bỏ các hạn chế về điện năng, đồng thời đảm bảo an toàn vận hành. Theo Hiệp hội Năng lượng gió Trung Quốc thuộc Hiệp hội Năng lượng tái tạo Trung Quốc, nước này bổ sung thêm 11.098 tua bin gió vào năm ngoái, với tổng công suất 49,83 triệu kW, trong đó 10% ở ngoài khơi. Đến cuối năm 2022, tổng công suất điện gió trên bờ là 360 triệu kW, ngoài khơi là 3,05 triệu kW. Điều này có nghĩa là Trung Quốc chiếm hơn 1/3 công suất điện gió lắp đặt trên thế giới. Trước đó, Hoàn Cầu Thời báo đưa tin tua bin gió ngoài khơi 16 MW lớn nhất thế giới đã được lắp đặt thành công ngoài khơi tỉnh Phúc Kiến, miền Đông Trung Quốc hôm 28 tháng 6 và sắp được đưa vào vận hành thương mại. Sự kiện này đánh dấu bước đột phá quan trọng về năng lực sản xuất thiết bị cao cấp phục vụ phát triển điện gió ngoài khơi và năng lực xây dựng điện gió ngoài khơi sâu rộng của Trung Quốc. Nằm cách bờ biển huyện Bình Đàm khoảng 35 km, tua bin gió ngoài khơi 16 MW hiện là tua bin gió đơn công suất lớn nhất đã được lắp đặt trên thế giới. Chiều cao trung tâm của trung tâm tua bin là 152 m, trọng lượng của phòng máy và tổ hợp máy phát điện là 385 tấn. Cánh quạt dài 123 m và diện tích quét cánh quạt khoảng 50.000 m2, tương đương với khoảng 7 sân bóng tiêu chuẩn. Các thành phần chính của tua bin gió ngoài khơi 16 MW này hoàn toàn do Trung Quốc phát triển độc lập. Các nhóm nghiên cứu và phát triển của tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc và công ty khoa học và công nghệ Tân Cương Goldwind đã vượt qua một loạt thách thức kỹ thuật quan trọng, bao gồm các lưỡi dao siêu dài linh hoạt, ổ trục chính quy mô lớn và thu nhỏ các máy phát điện công suất lớn. Ví dụ, việc sản xuất và lắp đặt vòng bi trục chính là một thách thức kỹ thuật trong việc phát triển tua bin gió công suất lớn. Trước đây, tua bin gió ngoài khơi trong nước chủ yếu dựa vào nhập khẩu vòng bi.
Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã liên tục nghiên cứu những đột phá công nghệ và cuối cùng đã đạt được một cột mốc quan trọng trong việc nội địa hóa thành phần quan trọng này. Phó Tổng Giám đốc của GTG Phúc Kiến, ông Lưu cho hay, trong điều kiện làm việc tiêu chuẩn, mỗi vòng quay của tua bin có thể tạo ra khoảng 34 kWh điện, tương đương trung bình 66 triệu kWh điện sạch hàng năm, có thể đáp ứng mức tiêu thụ điện thông thường của 36.000 hộ gia đình trong một năm, tương đương tiêu thụ khoảng 22.000 tấn than tiêu chuẩn và cắt giảm khoảng 54.000 tấn khí thải CO2. Ông Lưu chỉ ra, việc áp dụng các tua bin gió ngoài khơi công suất cao sẽ làm giảm đáng kể diện tích sử dụng trên biển. Đồng thời, các tua bin gió mới sẽ giảm trọng lượng của máy phát điện xuống còn khoảng 20 tấn mà vẫn đảm bảo công suất phát điện. Các nhà phát triển cũng đã đạt được bước đột phá về công nghệ trong việc thu nhỏ động cơ công suất lớn. Các khu vực ven biển phía đông nam của Trung Quốc có nguồn tài nguyên gió phong phú, nhưng điều kiện biển phức tạp khiến nơi đây trở thành vùng có khí hậu ven biển không ổn định nhất trong cả nước. Do đó, tua bin 16 MW được trang bị hàng trăm cảm biến trên toàn bộ máy và một nắp trên vỏ bọc, có thể theo dõi trạng thái hoạt động và điều chỉnh chế độ hoạt động của thiết bị một cách thông minh để ứng phó với các điều kiện thời tiết khắc nghiệt như bão, đảm bảo hoạt động an toàn và phát điện hiệu quả của tua bin gió, ông Lưu cho biết. Bạch Hạc Than, tàu lắp đặt điện gió ngoài khơi thế hệ thứ tư nặng 2.000 tấn đầu tiên trên thế giới, cũng đã được điều động để hỗ trợ quá trình cẩu và lắp đặt quạt diễn ra suôn sẻ. Trong bước tiếp theo, tua bin gió sẽ được kiểm tra toàn diện về hiệu suất thiết kế của tổ máy trong quá trình vận hành thương mại, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các ứng dụng quy mô lớn của các tổ máy điện gió lớn ngoài khơi có công suất lắp đặt tương tự hoặc thậm chí lớn hơn trong khu vực trong tương lai gần. Ông Lưu cho biết, tua bin gió ngoài khơi 16 MW của tập đoàn Tam Hiệp được thiết kế để chuyển từ đổi mới công nghệ sang ứng dụng thương mại quy mô lớn. Tập đoàn Tam Hiệp chi nhánh Phúc Kiến có kế hoạch lắp thêm 7 tua bin gió ngoài khơi 16 MW ở huyện Trương Phố dọc theo bờ biển tỉnh Phúc Kiến trong năm 2024 và dần dần thúc đẩy sản xuất hàng loạt. Hiện tại, ngành công nghiệp điện gió ngoài khơi của Trung Quốc đã thiết lập và hình thành một chuỗi công nghiệp hoàn chỉnh, bao gồm khảo sát và thiết kế, chế tạo máy, xây dựng nền móng. Lin Jifeng, kỹ sư trưởng của Viện Khảo sát và Thiết kế Thượng Hải thuộc tập đoàn Tam Hiệp cho biết, tính đến tháng 3 năm 2023, công suất lắp đặt nối lưới tích lũy của điện gió ngoài khơi ở Trung Quốc là khoảng 30,89 triệu kW. Công suất lắp đặt này đã đứng đầu thế giới trong 2 năm liên tiếp, vượt qua tổng công suất lắp đặt điện gió ngoài khơi nối lưới của các nước từ vị trí thứ 2 đến thứ 5. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!